bầu không khí nên đã vứt ra một quả bom khói, tạo cho người ta cảm giác như là mình đang ở trong phim. Rất nhanh bộ phim đã chiếu xong, ông chủ của rạp chiếu phim lấy danh thiếp ra mời Akira gia nhập vào công ty của mình. Đến cả Akemi cũng khen lấy khen để phim của anh, cứ như cô mới là bạn gái của Akira vậy. Ngược lại Hiroko một mình đứng ở bên cạnh cảm giác như mình là một bức tường. Đến nửa đêm Hiroko mãi mà không thể ngủ nổi. Trong lúc ngẩn ngơ cô đã nghe thấy Akemi và Akira nói chuyện với nhau. Akemi khen Akira là một người đàn ông rất chi là ưu tú. Ngược lại Hiroko lại là đồ quê mùa ngăn cản sự phát triển của anh. Hiroko nghe xong thì đau lòng bịt chặt tai lại. Cô càng cảm thấy như mình là người vô hình. Ngày hôm sau khi Hiroko tỉnh dậy lại phát hiện ra có một tia sáng chiếu xuyên qua người mình. Cô vội vàng đưa tay lên sờ vào, trước ngực cô lại xuất hiện một cái lỗ siêu to khổng lồ. Ở giữa còn có hai thanh gỗ nữa. Hiroko bỗng dưng hoang mang style. Cô vội vàng chạy đi tìm Akira, nhưng Akira lại đang đắm chìm trong công việc không nhìn thấy cô. Hiroko không còn cách nào khác đành phải quay đầu bỏ đi. Trên đường đi về cô cảm giác chân mình hơi bị đau nhức nên đã ngồi xuống bên đường để nghỉ ngơi. Kỳ lạ là chân phải của cô lại biến thành một thanh gỗ. Cái lỗ ở trước ngực cũng càng lúc càng to ra. Không còn cách nào khác cô đành phải thậm thọt đi về phía trước. Đang đi thì bên chân trái cũng biến thành gỗ nốt. Lúc này cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cuối cùng thì Hiroko đã biến thành một cái ghế cũ trông chẳng có gì nổi bật cả. Biết bao người đi qua mà chẳng ai phát hiện ra cô. Đến nửa đêm một ông lão định nhặt cái ghế về, Hiroko tự dưng biến lại thành hình người. Sau khi giật được ra thì cô liền hoảng loạn bỏ chạy thục mạng làm cho ông lão mặt đần thối ra. Lúc này Hiroko lại biến thành cái ghế ở bến xe buýt. Vừa hay có một chiếc xe buýt tới bến. Một nhạc sĩ đẹp trai bước xuống xe. Hiroko định đi theo anh về nhà nên đã nghĩ đủ mọi cách để đi tới trước mặt anh. Không ngờ rằng đúng lúc nhà của anh đang thiếu một chiếc ghế nên anh đã đem Hiroko về nhà. Coi như là Hiroko đã được yên ổn qua một đêm rồi. Ban ngày người đàn ông ra ngoài đi làm, Hiroko lại biến về thành hình người giúp anh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Hình như là cô đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Cô cứ duy trì biến đổi giữa người và ghế. Thời gian lâu dần người đàn ông đã độc thân suốt 30 năm trời cũng không còn cô đơn nữa. Có chiếc ghế bầu bạn, anh cứ như là gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Hiroko cũng đã cảm nhận được cảm giác được trân trọng. Từ đó cô cùng với anh nhạc sĩ sống một cuộc sống không thể tả được. Xem xong video đừng quên ấn like và theo dõi kết nhé. Nếu không thì bạn cũng sẽ biến thành cái ghế đấy.